Nghe nói ủy viên thể dục chỉ có cơ bắp không có đầu óc, thật hay giả? Ha, thử xem sẽ biết thôi. Ủy viên thể thao, giúp tôi mở nắp chai được không? Tất nhiên được, đưa đây. Này, cái này có thể tùy tiện vặn không? Tôi chỉ đồ thôi. Thầy thể dục không có ở đây, nghiêm túc như vậy làm gì? Lười biếng hả? Phạt tổ đếm số cho tôi đi. Đếm số 5, 20, 79, 168, 20, 450. Mắt tôi đau quá, không chịu nổi. Lắp tưởng tiệt sức tôi, nhanh chóng đưa đến phòng y tế. Cậu ấy chiếu tập luyện. Sau này nhất định phải luyện tập nhiều hơn. Tôi sẽ cố gắng. Cậu sẽ tham gia cuộc thi kiến thức cho trường. Nếu ngươi lợi hại như vậy, vậy ta sẽ kiểm tra ngươi. Tốc độ tên lửa là 5 km/s. Đến sao hỏa mất bao lâu? Đây không phải làm khó học sinh thể thao sao? Đàn đàn sẽ xấu hổ rồi. Cái gì vừa qua vậy? Cứ tôi đi. Con quái vật nào mà có sức chiến đấu mạnh vậy? Tôi chính là ủy viên thể thao. Anh ta lại nói mớ rồi. Tội nghiệp cậu bé, nửa năm rồi không học thể dục.